Tập 14. Đại nhân, chuyện là như vậy, có một người lén la lén lút. Lén la lén lút thế nào? Hắn có một cây dao. Dao? Có dao bộ lạ lắm sao? Tôi thấy hắn mang cây dao giấu trong đôi giày đó. Giấu trong giày à? Phải. Được, đưa ta đến đó. Đứng im, không được cử động. Các người làm gì vậy? Quan gia, chính là hắn đó. Làm gì vậy? Giang tế to gan kia, ngang nhiên dám lẻn vào Trấn Hải Lầu, xét. Đại nhân, hắn giống một con dao. Quả nhiên lén giấu ám khí. Tôi không biết gì hết. Trưởng quầy, trưởng quầy. Tiểu tử, sao huynh lại bắn đứng tôi? Huynh, nè. Xin lỗi nha, tuy chúng ta là đồng hương, những chuyện chém đầu giết người như vậy đừng liên lụy tôi, cho nên tôi buộc phải cáo mật thôi. Giải hắn đi gặp Cửu Thiên Tuế. Khoan đã, chúng tôi là đồng bọn. Nè, huynh đừng nói quan cho tôi. Quan gia, ngài đừng nghe hắn nói. Im đi, giải hắn đi luôn. Quan gia, quan cho tôi quá. Quan gia. Hầu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người theo ta. Dạ. Khải bấm hầu gia, chúng tôi bắt được Giang Tế. Giang Tế à? Hầu gia, chính tôi phát hiện ra tên Giang Tế này. Do cậu phát hiện sao? Dạ, đúng đó hầu gia. Tên này làm việc ở trong bếp, do hắn cáo mật. Bây giờ tôi đưa hắn đi gặp Cửu Thiên Tuế, chờ người định đoạt. Vậy có bằng chứng gì không? Trong người hắn có dấu cây dao. Cây dao đây hầu gia. Quả nhiên đã bắt tại trận. Cậu còn trẻ tuổi mà cũng tinh mắt lắm. Giải hắn đi mau. Dạ. Đi. Ba người bao vô thay thường phục, quần ra ngoài đại sảnh. Tuân lệnh. Quân phục được thay ra, tạm thời để trong kho củi đi, tránh để cho người ngoài phát hiện. Có nghe rõ chưa? Dạ rõ. Những người còn lại theo ta. Khải Tấu Thánh Thượng, Giang Tế đã dẫn đến. Hắn là Giang Tế à? Còn người đó, hắn làm thuê cho nhà bếp, do hắn cáo mật. Lúc chúng tôi đi xuống nhà bếp, tìm thấy hắn giấu cây dao ở trong giày. Lưu Tổng Quản. Dạ. Khanh thay trẫm xử lý chuyện này. Tuân chỉ. Tên Giang Tế to gan kia, ngang nhiên dám mang theo vũ khí lẻn vào Trấn Hải Lầu.
Ta hỏi ngươi, ngươi có đồng bọn hay không? Hắn đã từng tố cáo, ngươi khai hắn ra chính là đồng bọn của hắn. Cái gì? Ta không có hỏi ngươi. Xéo qua một bên. Dạ. Còn ngươi, ngươi làm cho Trấn Hải Lầu được bao lâu rồi? 3 ngày. Vậy còn hắn? Hắn là đồng hương của tôi. Tiểu lầu thuê người, chúng tôi vô làm chung. Nếu hắn là đồng hương của cậu, tại sao cậu lại tố cáo hắn kì chứ? Tôi sợ một khi xảy ra chuyện sẽ liên lụy tới tôi. Vậy sao? Vậy ngươi là người bất nghĩa đó hả? Ngươi tên gì? Lẻn vào Trấn Hải Lầu có ý đồ gì? Khai. Ngươi câm hay sao? Lưu Cẩn, gian tặc. Ngươi hạ chỉ giết hại trung thần, uy hiếp bá tánh, hại dân hại nước, hỗn láo. Ngươi ngang nhiên dám nhục mạ ta hay sao? Hôm nay ta không may bị ngươi bắt quả tang, triệu triệu lê dân sẽ không tha cho ngươi đâu. Hỗn láo, người đâu? Dạ, chặt hai tay của hắn. Dạ. Lên. Bảo vệ họ, có lẽ xảy ra chuyện rồi. Chúng ta hành động thôi. Bảo tự cơ trốn ra ngoài. Đi. Bảo vệ hoàng thượng. Dạ, cho người đuổi theo họ. Dạ. Huynh thấy sao? Để tôi cổng huynh. Chạy coi, có vết máu. Nhất định là chạy hướng này. Đuổi theo. Dạ. Cửa đã khóa rồi. Mau vào trốn đi. Ngoài kia không có người, chúng ta thoát mau. Quân thấy sao hả? Tiểu tử, Quân chạy trước đi. Quân đã bị thương, sao tôi bỏ đi được? Chính vì tôi bị thương,
Đi hai người dễ gây chú ý. Huynh chạy đi. Mau đi theo tôi. Mau lên. Tiểu tử, mau thoát đi. Sư phụ của huynh và phó cô nương đang chờ huynh ngoài kia. Mau chạy đi. Mau lên. Thôi được, vậy tôi đi nha. Tôi chờ huynh ở ngoài. Thích khách chắc chắn bên trong đó. Xét. Dạ. Hai vị lầm rồi. Tôi và thuộc hạ của tôi vừa khám xét xong, trong đó không có động tĩnh gì hết. Làm gì có thích khách chứ. Giang tướng quân, tôi sợ thuộc hạ của ngài mãi mãi không bước ra được. Vậy sao? Vậy ngài nhìn xem. Sao hả? Trong đó có người không? Báo cáo tướng quân, chúng tôi đã khám xét kỹ, không có phát hiện gì hết. Các vị nghĩ sao? Có cần vào xem lại không? Không cần đâu. Giang tướng quân đã khám xét qua, tôi nghĩ là một con muỗi cũng không bỏ sót được. Các người theo ta ra ngoài khám xét tiếp. Mau lên, mau lên. Đứng lại. Ngươi là thuộc cấp của ai? Tiểu nhân là thuộc cấp của Giang tướng quân. Thuộc cấp của Giang tướng quân. Ngươi nói dối. Ngươi coi. Quả nhiên là ngươi. Bắt lấy hắn. Lưu Cẩn hộ giá bất lực, xin hoàng thượng tha tội. Công công đâu có tội tình gì. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, nhưng lại bị họ phá hoại, đúng là tiếc thật. Hoàng thượng, không biết đã bắt được thích khách hay chưa, muội muốn ra ngoài coi thử. Hoàng muội, muội là phận nữ nhi, bên ngoài lại nguy hiểm như vậy, sao trẫm yên tâm cho muội ra ngoài được chứ? Hoàng thượng, chẳng lẽ phận nữ nhi không được giết giặc giữ nước hay sao? Muội nhất định phải ra ngoài coi, không chừng muội còn bắt được thích khách nữa. Hoàng muội, hoàng muội, đúng là trẫm chịu thua nó rồi. Quận chúa là người có tính hào phóng, đúng là cân quắc không thua phận mày râu. Tôi nghe kể quận chúa là truyền nhân của Tiêu Tam phái Hoa Sơn. Tôi tin chắc võ công của cô ấy cũng sẽ rất cao cường. Hoàng thượng, hiện nay bên ngoài Chấn Hải Lầu đang ráo riết truy bắt thích khách. Xin hỏi hoàng thượng còn hứng thú cho dọn tiệc lên hay không? Bây giờ trẫm không còn hứng thú gì hết. Trung đại tiên sinh, buổi tiệc cái chép ngày hôm nay, mong ông đừng cười. Hoàng thượng quá khách sáo rồi. Lão phu là sơn giả chi phu, không thể góp sức cho hoàng thượng. Tôi thấy áy náy vô cùng. Trung đại tiên sinh không cần khách sáo. Đình Phong. Dạ. Trẫm đang định bãi giá hồi cung. Dạ. Hoàng thượng, hay là chờ thiên hộ của Di Thần trở về, sau đó mới bãi giá, như vậy sẽ an toàn hơn. Không cần đâu. Trẫm đã có Đình Phong hộ giá, trẫm cũng yên tâm. Thuộc hạ của Khanh e rằng bắt tên thích khách cũng không xong. Tham kiến quận chúa. Quận chúa, tại sao cô lại ở đây vậy? Có bắt được tên thích khách chưa? Dạ chưa.
Chưa à, các người đuổi theo đã một canh giờ rồi. Chẳng hay quần chúa đến đây có chuyện gì? Không, tôi thấy các người đi lâu như vậy không có tin gì, cho nên ra đây coi thử. Xin hỏi quần chúa có phát hiện tung tích của thích khách hay không? Không. Còn hai vị thì sao? Tôi biết có một tên thích khách đã bị tôi đả thương, và lại thương tích của hắn còn khá nặng, vậy hắn không chạy được xa đâu. Bên kia không cần tìm kiếm nữa, tôi đã tìm kỹ rồi. Vậy là hắn chỉ có thể chạy theo hướng đó. Mau đuổi theo. Đi. Cô nói sao? Quỳnh có tin tức của Quỳnh ấy không? Tôi còn tưởng cậu ấy đi chung với các vị chứ. Đa tạ hầu gia cứu giúp. Lão tiền bối, lúc này không cần phải đa lễ như vậy. Mời hầu gia ngồi. Chuyện quan trọng trước mắt là tìm kiếm tung tích của Lục Đan. Không cần đâu. Tôi nghĩ Lục Đan nhất định ở trong tay của Lưu Cẩn. Tôi nghĩ chưa chắc. Về phía Lưu Cẩn vẫn chưa có tung tích của Lục Đan. Như vậy tính sao? Trong lúc này các vị không tiện lộ diện đâu. Khi nào tôi có tin tức của Lục Đan, tôi báo ngay cho các vị. Được hầu gia giúp đỡ, tôi không biết nên cảm kích ngài như thế nào. Phó cô nương, không cần khách sáo. Lần trước tôi sợ Lưu Cẩn phát hiện ra tôi, cho nên không dám nói thẳng. Vì vậy khiến cô nương hiểu lầm, tôi thấy rất áy náy. Hầu gia, huynh làm việc quả nhiên có khác. Lần trước tôi không biết huynh có nỗi khổ, sao tôi dám trách huynh chứ? Lục Đan mang nợ máu hai thế hệ, phục kích giữa chừng lại bị mất tích. Có lẽ đây là ý trời. Tự Đình Phong ta cũng là người trong giang hồ, chuyện này cứ giao cho tôi lo. Vậy mà cũng không bắt được, ngày mai tôi biết ăn nói làm sao với chính đức. Cửu Thiên Tuế, hai tên thích khách đó vô cùng xảo quyệt, tôi tin chắc phải có nội gián. Bộ tưởng là tôi không biết sao? Vấn đề là các người không biết được ai cả, làm sao điều tra? Cửu Thiên Tuế, một trong hai thích khách bị ngũ độc lưu tinh của tôi đánh trúng, tôi tin hắn sẽ không sống nổi. Đúng vậy, để trúng ám khí của xích nhãn ngân hồ không phải thuốc giải thông thường có thể giải được, trừ phi có thuốc giải độc môn, nếu không hắn sẽ chết chắc. Như vậy thì sao? Cùng lắm thì trong kinh thành có thêm một cái xác, thế giúp ích gì được cho chuyện này? Theo như tôi biết, loại độc đó còn một thứ thuốc giải. Cửu Thiên Tuế, ngài nói tẩu ma đà sao? Đúng là thuốc đó có thể giải chất độc của ám khí tôi, nhưng bào chế không đúng mức sẽ chết bất kỳ lúc nào. Đừng nói chuyện thuốc giải nữa. Điều đáng tức giận là chuyện hôm nay rõ ràng là nhắm vào tôi. Tiểu nhân cũng nghĩ vậy. Chính đức không phải mục tiêu ám sát của họ. Tôi nghĩ hai tên thích khách đó nhắm vào Cửu Thiên Tuế ngày. Thủ đoạn quá ác độc. Kẻ chủ mưu phía sau phải là người khác. Cửu Thiên Tuế là ai vậy? Tôi nghi ngờ An Lạc Hầu Từ Đình Phong. Trước khi xảy ra chuyện, đã có người cho tôi biết thấy Từ Đình Phong gặp hai người đó tại Chấn Hải Lầu. Và các người lại hồi báo thích khách mặc đồ của Cẩm Y Vệ Đông Xưởng khi bỏ trốn. Theo vậy cho thấy chúng ta phải có gian tế. Đây không phải là chuyện đùa, nhất định phải điều tra. Ý của Cửu Thiên Tuế là trước khi nắm được bằng chứng xác thực, tuyệt đối không được manh động, nhất định không được tiết lộ chuyện này, tránh bức dây động trần. Ra lệnh tăng cường thêm người, ngày đêm theo sát Từ Đình Phong. Nếu có bất kỳ phát hiện gì, lập tức hồi báo. Dạ. Huynh bị thương, tôi đã bó thuốc cho huynh rồi. Cô đã cứu tôi. Bộ lạ lắm sao?
Tại sao cô phải cứu tôi? Tôi thấy huynh bị người ta truy đuổi, còn bị thương nặng như vậy, cho nên tôi đã cứu huynh về đây. Tôi không cần người ta thương hại. Tôi phải đi khỏi đây. Sư công hứa dạy con luyện kiếm nha. Lan Lan à, trước đó ông đã nói với con rồi, muốn luyện kiếm trước tiên thì phải luyện chữ. Con luyện chữ cho đẹp rồi, sau này con luyện kiếm sẽ thành công gấp bội đó. Con đã luyện chữ suốt 2 tháng nay rồi, kể cả cha con cũng khen con viết đẹp. Không phải chữ viết phải đẹp, mà con phải có lực mới được. Nè, có câu bút tẩu lông xà, thiết hoạch ngân câu. Nếu con đạt được 2 điều đó rồi, sư công sẽ bắt đầu dạy con luyện kiếm, được chưa? Sư công gạt con thôi, con không chịu đâu. Sư công không gạt con đâu. Ước Lan, không được vô lễ như vậy. Cha ơi, sư công gạt con, sư công hứa dạy con luyện kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa làm. Bây giờ con còn nhỏ, sau này lớn khôn đã. Vậy phải lớn cỡ nào mới luyện được? Lớn cỡ cô vậy? Trung lão tiền bối. Biểu ca. Thanh chiếu. Hay cô dạy con luyện kiếm được không? Con không cần cô dạy. Lan Lan à, ta đưa con ra ngoài chơi. Hay lắm, hay lắm. Quận chúa, tôi xin phép ra ngoài trước. Cứ tự nhiên. Rốt cuộc ngọn gió nào đưa muội tới đây vậy hả? Có câu, không có chuyện thì không đến Điện Tam Bảo, nhất là An Lạc Hầu Phủ. Ý của muội là, muội nghĩ dạo này biểu ca đây nhất định không được yên lành rồi. Ta có chuyện gì mà không được yên lành chứ? Huynh gạt người khác thì được, nhưng huynh không thể gạt muội được đâu. Muội biết huynh luôn nghĩ đến tên thích khách, hành thích tên Lưu Cẩn đó, có đúng vậy không? Muội nói sao? Thích khách. Đúng vậy, chính là 2 tên thích khách đang bị triều đình truy nã. Giả lại Lưu Cẩn còn nôn nóng tìm bắt họ nữa kìa. Tại sao muội biết chứ? Tại sao muội biết hả? Giả lại muội còn gặp 1 trong 2 người đó nữa. Vậy hiện giờ hắn ở đâu? Bây giờ hắn ở một nơi rất an toàn, chỉ có mình muội biết được thôi. Này huynh ấy đang ở nhà muội. Muội định ngày mai giao hắn cho Lưu Công Công, cho nên báo cho huynh biết một tiếng. Nếu huynh muốn tìm hắn, ngày mai đến chỗ Lưu Công Công tìm đi. Thành Chiếu, huynh đừng bao giờ giao cho Lưu Cẩn. Nếu vậy cô ấy sẽ chết chắc. Huynh muốn cứu hắn lắm sao? Cậu ấy là bạn thân của ta, ta không nhẫn tâm thấy cậu ấy chết. Vậy cũng được, nhưng mà muội muốn huynh hứa với muội một chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì? Có phải huynh ghét muội lắm không? Thành Chiếu, xưa nay ta đều tốt với muội kia mà. Thật sao? Vậy tại sao huynh không biết người ta muốn nói gì? Thành Chiếu, ta không phải muội, làm sao biết trong lòng muội đang nghĩ gì chứ? Huynh thật là. Thôi được, thôi được. Rốt cuộc có chuyện gì muội cứ việc nói với ta. Muội muốn huynh hứa lấy muội làm vợ, vậy muội sẽ trả hắn cho huynh. Thành Chiếu, những lời như vậy mà muội nói ra được hay sao? Sao lại không được chứ? Người ta một lòng một dạ yêu huynh, chẳng lẽ huynh không biết? Thôi được, muội thả cậu ấy trước đi. Không chịu, huynh phải hứa trước. Cậu ấy đang ở đâu? Đang ở nhà của muội, nhưng hắn đang bị thương. Tại sao lại như vậy? Làm sao mà muội biết được chứ? Hôn nhân đại sự, ta cần phải suy nghĩ kỹ. Được, muội cho huynh 5 ngày. Nếu sau 5 ngày huynh không có câu trả lời, muội sẽ đi tìm Lưu Công Công. Thanh Chiếu. Thanh Chiếu. Sư phụ, Ước Lan đâu? Ta dạy Lan Lan xuống tấn, nó đang luyện tập ở ngoài kia. Vậy sao? Tất nhiên. Đúng rồi, vừa rồi quận chúa đến đây có chuyện gì hay không? Lục đang bị thương, được muội ấy cứu sống.
Sư phụ, con muốn sư phụ giúp con đến Bạch Vân Quan một chuyến, nói với các lão tiền bối rằng Lục Đan đã bị thương, kêu họ không cần lo lắng. Được, ta nhất định sẽ truyền đạt lại. Mấy ngày nay thuộc hạ của Lưu Cẩn ngày đêm theo dõi con. Con cho rằng hắn đang nghi ngờ con, không loại trừ khả năng đó. Sư phụ nói với họ, cho họ không nên quá nôn nóng làm gì. Một khi có cơ hội, con sẽ cứu thoát Lưu Đan. Cái gì? Lục Đan ở Lan Dương Phủ? Đúng vậy, do Trường Lục quận chúa cứu cậu ấy. Như vậy lạ thật, cô đó mà cứu Lục Đan hay sao? Có gì lạ chứ, lòng trắc ẩn ai nấy cũng sẽ có thôi. Sư phụ à, con gái của hầu tứ thường ngày quen ăn sung mặc sướng rồi, làm gì có lòng trắc ẩn chứ. Con nghĩ ả có ý đồ khác thì có. Đúng rồi, Trung lão tiên sinh, hầu gia còn nói thêm gì nữa không? Cậu ấy hy vọng mọi người yên tâm chờ đợi, tránh sự nôn nóng quá mức, hành động thiếu suy nghĩ. Cậu ấy nói cậu ấy nhất định sẽ tìm cách cứu thoát Lục Đan. Nói chung tôi cảm thấy phải có gì đó không ổn. Con không nên nôn nóng mà làm bậy đó. Theo như lão phu thấy, bản chất của quận chúa không xấu xa, không lý nào cô ấy lại làm hại Lục Đan. Nhưng mà không biết thương tích của Lục Đan như thế nào. Huynh thấy sao? Tôi nghĩ vết thương của tôi không thể nào hồi phục được. Nói bậy, thay thêm vài lần thuốc, huynh sẽ hoàn toàn hồi phục thôi. Không thể nào. Tự tôi biết rõ, chất độc trên ám khí vô cùng lợi hại. Vậy tính làm sao đây? Cô cho tôi đi đi. Không được. Bây giờ ngoài kia bọn họ đang truy lùng đồng bọn của huynh. Nếu bây giờ huynh ra ngoài, nhất định bị bọn họ bắt giữ thôi. Quận chúa, cô quan tâm như vậy, tôi cảm kích cô lắm. Tiểu tử, định uống hết rượu của ta hay sao? Sư phụ, ngày mai con mua lại cho sư phụ mà. Uống một chút thì được, uống nhiều thì không nên. Con nhớ lần đầu con quen Lục Đan cũng là dành uống rượu. Tiểu tử à, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, khuya rồi vô ngủ đi. Tiền bối, cô chưa đi ngủ à? Hai vị đi đâu? Tôi không ngủ được. Vô ngủ đi. Hầu gia đã nhận lời, sẽ thăm dò tin tức, con không nên quá lo. Sao con không lo cho được chứ? Huống hồ Lục Đan còn bị trúng ám khí nữa. Tiểu tử, huynh định? Đúng vậy, tôi phải đi hỏi thăm tin tức. Không cho con đi. Sư phụ, chẳng lẽ sư phụ sợ hả? Không phải sợ. Tiểu tử, ta chỉ có con là đệ tử,
Không may con có mệnh hệ gì, bỏ lại mình ta, vậy thì đâu có được. Tiểu tử, tôi nghĩ Lục Đan sẽ không sao đâu. Chúng ta chờ thêm vài ngày nữa đi. Được, tôi sẽ chờ thêm vài ngày. Nếu như không có tin tức gì, tôi thề sẽ vào Dương phủ. Ngày nào huynh cũng ăn cháo, bộ không ngán hả? Tôi vốn không muốn ăn, nhưng mà tôi phải giữ lại mạng sống để trả thù. Huynh đó, bị thương như vậy mà tối ngày cứ đòi trả thù. Huynh ăn cháo đi. Vết thương huynh đau lắm hả? Không thể nào. Kim thương dược tại Dạng Xuân Lầu trong kinh thành tôi đều thử hết rồi, sao có thể không khỏi được chứ? Huynh đưa tay cho tôi coi. Huynh làm sao vậy? Cô đừng coi. Tôi thường thay thuốc cho huynh, đâu phải chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ huynh còn mắc cỡ? Cô cứ mặc tôi đi. Huynh không cho tôi lo, tôi cứ phải lo. Mau qua đây tôi coi. Tại sao lại vậy? Vết thương của huynh bị làm độc rồi. Nếu như không chữa trị, máu độc đi khắp toàn thân sẽ lấy mạng của huynh đó. Đại trượng phu, sống không có gì vui, chết không có gì buồn. Tôi nghĩ ra được một người có thể trị khỏi cho huynh. Thanh Chiếu, con tìm ta có gì không? Sư phụ, người biết con núp ở trong đó sao? Nếu như vậy mà cũng không biết, ta có đáng làm sư phụ không? Có chuyện gì, nói mau lên. Sư phụ, con muốn nhờ sư phụ cứu một người. Người đó là ai? Sư phụ cứ mặc hắn là ai? Sư phụ hứa cứu huynh ấy đi. Hắn bị thương hay sao? Đúng vậy, giả lại còn bị thương rất nặng nữa, còn lại gây rắc rối nữa. Không phải sư phụ, không phải con đã thương huynh ấy. Vậy tại sao hắn lại trốn ở đây? Huynh ấy là một trong hai thích khách tại Chấn Hải Lầu, giả lại còn bị trúng ám khí có độc nữa. Còn với vai trò quận chủ, sao có thể chứa chấp xâm phạm triều đình được? Sư phụ nhất định phải cứu huynh ấy. Huynh ấy là người tốt đó. Hắn bị trúng độc lưu tinh. Kẻ sử dụng loại độc này là thuộc hạ của Lưu Cẩn, Xích Nhãn Ngân Hồ Thường Thắng. Loại độc môn ám khí này vô cùng thâm độc. Hèn gì kim thương dược tại Dạng Xuân Lầu của Kinh Thành gần như con đã thử hết, nhưng không có loại nào có hiệu quả. Thì ra người này từng bị đẩy ra biên ải. Sư phụ mau cứu huynh ấy đi mà. Tại vì ngũ độc lưu tinh ở trong Cực Lạc Động tại Miêu Cương mới có loại cỏ độc đó để bào chế. Nó độc ác vô cùng, do đó loại thuốc thông thường không thể giải chất độc đó. Không biết sư phụ nhất định có cách cứu huynh ấy. Con không sợ rước họa vào thân sao?
Ngoài sư phụ ra, xưa nay con chưa từng sợ ai khác. Sư phụ à, con xin sư phụ hãy cứu huynh ấy. Sư phụ, huynh ấy tỉnh rồi. Đây là ai vậy? Huynh đừng sợ, ông ấy là sư phụ của tôi. Ông ấy đến đây để cứu huynh đó. Giảng bối được quận chúa cứu giúp, giữ lại mạng sống. Tiền bối, tôi không muốn liên lụy mọi người. Nè, cậu nằm xuống đi. Tôi hỏi cậu, có phải trước kia cậu đã phạm đại tội không? Mỗi con người đều có bí mật riêng của họ. Nếu như cậu không muốn nói, tôi không miễn cưỡng cậu. Sư phụ, mau cứu huynh ấy đi mà. Cách thì ta có, nhưng ngũ độc lưu tinh, chất độc ở trong đó đã thấm vào gân cốt của cậu ấy. Ngoại trừ xẻ thịt cạo xương ra, cho dù có thuốc cũng không thể cứu sống được. Đa tạ tiền bối ra tay cứu mạng. Nhưng mà cái gì? Có phải là cậu tiền bối? Giảng bối đã coi cái chết như không. Nói chi đến nỗi đau của thể xác. Được, vậy tôi giúp cậu xẻ thịt cạo xương. Đa tạ tiền bối. Tiền bối, vậy làm phiền ông. Được. Sư phụ à, đây là thuốc gì vậy? Một lọ là tẩu mã đà, lọ còn lại là mật khổng tước. Bây giờ ta lợi dụng cách lấy độc trị độc, hai loại thuốc độc của ta. Nếu như sử dụng không thích đáng, chẳng những tay của cậu bị tàn phế, thậm chí còn có thể mất luôn cả mạng sống. Sư phụ, huynh ấy ngất xỉu rồi. Do thuốc phát huy hiệu quả, không thể chịu đựng nỗi đau, cho nên mới bị ngất xỉu. Nửa đêm nửa hôm còn ngồi đây thổi sáo, nhìn y như bệnh gì. Thôi chết rồi, người này không đơn giản đâu. Thôi đi.